Xua sẽ đấy, xin chào các bạn. Thì khi đi tìm hiểu nội dung bài số 27, chúng ta sẽ ôn lại nội dung bài 26. Bạn nào chưa học bài số 26 mình đã xem lại. Đây là phụ âm ngô, gửi chân phụ âm o đọc là ngô o, ngô cro, chẳng e, sòn cro, chẳng anh bằng em bằng quách sòn cro, dê ăn quy dôn ăn rứng, dê ăn quy dôn ăn rứng. Chiếc bằng P trả lời các bài bằng ngoài. Hôm nay ta sẽ đi vào bài số 27 Mirinti 1.7.P. Chúng ta sẽ đi vào bằng ôn tập. Đây là tất cả các phụ âm ngô mà có gửi chân. Đây là ngô co, ngô co, ngô kho, ngô kho, ngô rô, ngô vô, ngô xó, ngô hó, ngô ó và ngô cro. Từ đầu tiên bo, ngô bo, co xa ca nô can, bòn tên, bòn con nghĩa là tăng cường, bòn có bòn có sủ cu lỗ cun, bòn cun, bòn cun nó nghĩa là trụ, tròn có tròn, rò ý đấy ta rách, tròn rách, tròn rách đây là con dế, tròn có tròn, vua xa ba câu mắt, vua mắt tròn mắt, có một số bạn thắc mắc tại sao đọc là tròn mắt, ở đây thay vì đọc là tròn quét là sai. Vì lý do ở đây, ở phía trước này là phụ âm giọng o nè, vì thế chữ vô nè nó sẽ biến thành giọng o luôn và tròn mặt o ngũ on o sẽ là an on an on an là so so on an các bạn là so đầu bon ngũ bon ho sẽ hơi đó hơi bon hơi bon hơi đây là thả thả cho nó bay lỗi các bạn. Ông ong cron cron ong cron ong cron đây là cái kiến già. Nên xin lỗi các bạn nha. Khano uno khano no khnom ko sa ka ro so ro no sa u nau khnom ka ro nau yo sa u jeung o jeung tro sa u tro o trâu cho sa e chae cho sa u chua yo chua sang o sang kro sa o kro khno sa e khnea jeung trâu chae chua sang kro khnea. Tôi sẽ ở từ vô sĩ với nhau vinh. Tôi sẽ ở từ mùa có mùa từ vinh từ mùa. Trong ca đó nơ dương từ trái chua sòng vô rộng nè từ vinh từ mùa. Thì nghĩa của câu này mình thay dịch là trong cuộc sống chúng ta cần phải giúp đỡ nhau qua lại. Cái từ sòng có là cứu giúp á. Tuy nhiên anh em mình từ giúp đỡ nhau qua lại từ vinh từ mùa. Ta sẽ đọc lại Miriam Sa Lan Vinh Ngô Có Ngô Cô Ngô Khó Ngô Khố Ngô Rô Ngô Vô Ngô Xó Ngô Hó Ngô Ó Ngô Cổ Bồng Cờn Bồng Cùn Trần Rách Trần Bắc. Trần Bắc là điệu nhé, nghĩa tiếng Việt là điệu. Trần Bắc ra vong là điệu ra vong. Ông Án Bồng Hờ Ông Cổn trong ca rửa nở dừng từ trái chua sang cột khné từ vinh từ mùa. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn học tốt, hẹn gặp lại các bạn ở bài số 28.